Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với series Heal and Review. Và hai bản highlight mà mình giới thiệu ở đây sẽ là của Anastasia. Và cái bản này thì nó vừa mới ra. Bản thứ nhất đó là của Nicole. Và bản thứ hai là Aura. Hai bản này thì tất nhiên đều thuộc dòng Glow Kit như mọi người đều biết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vô chi tiết từng bản và xem màu sắc nó như thế nào, cũng như là chất lượng của nó ra sao. Đầu tiên, so sánh về kích cỡ thì các bạn thấy rõ là bản Nicole có vẻ lớn hơn hẳn. Nhưng thực ra trọng lượng của Nicole là 4.5g, còn của Glow Kit là 4.2g, chỉ hơn nhau 0.3g thôi. Cả hai bản thì đều có là 6 màu, nhưng bản Nicole thì thiên về tông hồng hơn, còn với bản Aura thì thiên về những tông dạ quang. Tiếp đến là tới phần swatch, mình sẽ bắt đầu với bản Nicole. Và cũng như lần trước thì mình sẽ swatch một bên là hand swatch và một bên thì mình sẽ sử dụng cọ. Mình sẽ đi từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Cả hai bản ở đây thì đều là đồng giá 40 đô, cho nên mình nghĩ bản Nicole sẽ được lời thêm một chút xíu về sản phẩm. Màu ở đây mình sẽ bắt đầu đi là màu Kitty Cat, Forever Young, Daydream, Forever Lit, Glow Getter và màu 143. Với chất phấn ở đây thì mọi người thấy là tất cả màu lên đều rất rõ ràng và độ bắt sáng thì không phải nói rồi vì đây là chất lượng của Anastasia. Nhưng đây chỉ là swatch tay thôi, còn nếu mà mình xài cọ thì mình có cảm giác độ lên màu không đậm bằng lúc mình swatch tay. Thêm một điểm nữa, khi đánh bằng cọ thì kim tuyến cũng sẽ có rơi ra nhiều hơn là bản Aurora. Nhưng mà bù lại, đây là những màu rất dễ sử dụng và mình có thể vẫn sử dụng hàng ngày. Trong bản này thì mình thích nhất là màu Kitty Cat. Tên vừa dễ thương mà màu cũng là một màu hồng nhạt. Vừa highlight vừa má hồng thì thật là tiện rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua tới bản Aurora. Với 6 màu như thế này thì có nhiều bạn nghĩ sẽ là khó đánh. Nhưng thật sự với highlighter là để làm nổi, cho nên mình không cần phải suy nghĩ nhiều về màu sắc của nó đâu. Chỉ cần đánh lên mà nó làm nổi cái kiểu trang điểm của mình thì đó là hoàn hảo rồi. Và màu mình đang sử dụng ở đây có tên là Luna của bản Aurora này. Qua tới Aurora thì chất phấn của bản này với bản kia thì gần như giống nhau. Đây là điểm mình rất thích ở hãng vì mỗi lần mua sản phẩm thì mình không phải đắn đo vì sợ chất lượng không giống nhau. Với bản này thì khi sử dụng cọ thì mình có cảm giác màu nó bám hơn hẳn. Những màu trong bản này thì gần giống như là màu của bản Kat Von D, chỉ là thêm luôn hai màu ánh vàng và bạc nữa. Thật sự với bản này thì mình cảm thấy nó rất thích hợp cho mùa lễ hội. Và từ khi có bản Aura này thì mình lại không chạm tới những bản highlight nào khác. Vậy là hết rồi, các bạn thích bản nào hơn? Hãy cho mình biết ở comment bên dưới nha. Đừng quên like và subscribe cho channel của mình. Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.